Quy Nhơn thường được biết đến như là một thành phố lớn ven biển, vùng duyên hải Nam Trung Bộ, với rất nhiều danh lam thắng cảnh xinh đẹp. Từ các bãi biển đẹp cho đến các địa danh tâm linh và cả những hòn đảo xa bờ thu hút đông đảo du khách ghé thăm hàng năm, và Hòn Khô chính là một trong số đó. Hòn Khô Quy Nhơn hay còn được biết đến với tên gọi khác là Cù Lao Hòn Khô, sở hữu một vẻ đẹp xanh mát, tự do và tươi mới, do nơi đây vẫn còn là một hòn đảo hoang sơ, nằm cách đất liền khoảng từ 10 đến 15 phút lái xe, 15 phút lái cano, được bao bọc xung quanh bốn bề là nước biển trong xanh. Điểm đặc biệt ở Hòn Khô chính là các dạng san hô xinh đẹp phát triển và trải rộng khắp. Cùng với làn nước biển xanh trong thì chỉ gần ngồi trên thuyền thôi thì bạn cũng đã có thể nhìn rõ thấy đáy biển và thu trọn trong tầm mắt cả một vùng đất dưới biển được trang trí bởi vô vàn dạng san hô đung đưa trong làn nước. Đây quả là một trải nghiệm tuyệt vời, hiếm nơi nào có được. Được biết, Hòn Khô nằm cách trung tâm thành phố Quy Nhơn khoảng 16 km và thuộc quần thể 32 hòn đảo gần bờ của tỉnh Bình Định, và tọa lạc tại địa phận thôn Hải Đông, nơi có làng chài Nhơn Hải xinh đẹp. Tuy được gọi là Hòn Khô nhưng thắng cảnh nơi đây không hề khô khan, mà trải rộng màu xanh của trời và màu xanh của nước biển tạo nên một khung cảnh tràn ngập sức sống và vô cùng nên thơ, với những nét đặc trưng riêng do tạo hóa ban tặng. Đặc biệt từ tháng 5 cho đến tháng 7 sẽ xuất hiện một con đường rêu trải dọc giữa đất liền và Hòn Khô, được tạo lên từ rong rêu nhuộm vàng và chỉ hiện ra khi thủy triều rút ra xa. Đây cũng được biết đến là mùa rong mơ ở Cù Lao Hòn Khô, và thường các du khách sẽ ghé thăm nơi đây vào thời điểm này, sẽ kết hợp trải nghiệm lặn biển ngắm san hô và ngồi thuyền thúng ngắm rong mơ. Đảm bảo đều là những trải nghiệm hiếm có, khó tìm, không phải ở đâu cũng trải nghiệm được. Thời gian đẹp nhất để đi du lịch Hòn Khô là vào tháng 4 đến tháng 9 hàng năm, vì lúc này vẫn còn đang nằm trong mùa khô nên hầu như khả năng mưa là rất ít. Cùng với đó là biển thường êm ả, không bị động và không có bão, giúp cho việc tham quan và vui chơi của du khách được diễn ra vui vẻ và thuận lợi hơn. Bên cạnh đó thì trong khoảng từ tháng 5 đến tháng 7 chính là mùa rong mơ. Lúc này thì còn có thêm một trải nghiệm chèo thuyền thúng đi ngắm rong mơ cũng rất đặc sắc. Bạn đừng bỏ lỡ dịp này nhé. Đến Hòn Khô mình có thể trải nghiệm những gì? Thứ nhất, bạn nên quan tâm đến hoạt động lặn ngắm san hô. Nhờ vào cảnh quan thiên nhiên vẫn còn giữ được nét đẹp hoang sơ bình dị, cùng với nỗ lực bảo vệ môi trường biển đảo của người dân, nên Hòn Khô sở hữu những dạng san hô vô cùng xinh đẹp nằm dưới đáy biển. Du khách đến đây có thể thuê dịch vụ lặn ngắm san hô và bắt đầu hành trình khám phá thế giới dưới nước vô cùng sinh động. Ngoài các dạng san hô ra thì bạn còn có thể bắt gặp các sinh vật dưới đáy biển khác như sao biển, ốc và cá, v.v. Tắm biển ở Hòn Khô cũng rất tuyệt vời. Đến với Hòn Khô thì chúng mình dĩ nhiên không thể bỏ qua được hoạt động tắm biển rồi. Hãy đắm mình trong làn nước biển trong xanh và tận hưởng gió biển đầy sảng khoái cùng trời xanh mây trắng. Đảm bảo là một dịp vui chơi quên lối về và nạp đủ vitamin C để bạn có thể nạp lại năng lượng sau những tháng ngày làm việc, học tập mệt mỏi. Ngoài việc tắm biển ra thì bạn còn có thể tận hưởng các trải nghiệm khác như chèo ván, chèo thuyền thúng, chèo thuyền kayak hoặc lướt cano trên những con sóng để trải nghiệm tại Hòn Khô cùng những người thân yêu càng thêm vui vẻ. Đến Hòn Khô bạn cũng đừng quên thưởng thức các món hải sản tươi sống tuyệt vời ở đây. Khỏi phải nói, hải sản tại Hòn Khô chắc chắn sẽ vô cùng tươi ngon, vì nơi đây làm ngay làng chài nên hải sản luôn được đánh bắt tươi mới mỗi ngày. Sau khi tắm biển và vui chơi thật đã, chúng mình có thể lên bờ và thưởng thức những món hải sản được chế biến vô cùng thơm ngon, từ mực, ốc, cua, tôm, cá, ghẹ, v.v. do chính tay các ngư dân ở đây chế biến theo yêu cầu. Nếu bạn thường quen với việc chấm hải sản trong nước sốt và sợ ở đây chỉ có muối tiêu chanh thì trước khi đến Hòn Khô hãy ghé bất kỳ tiệm tạp hóa hoặc siêu thị nào để mua và mang theo nhé. Đối với những bạn quen ăn ốc chấm muối xanh,
ớt xanh và tương ớt thì bỏ túi bí kíp này. Hoạt động check-in sống ảo với view tàu đánh cá lênh đênh trên biển xanh cũng rất tuyệt vời ở Hòn Khô. Trên Hòn Khô có một cây cầu gỗ nối dài bọc quanh Hòn Khô và dẫn lối ra đến biển. Đây cũng là nơi mà bạn có thể dạo chơi một cách thoải mái và cũng là nơi được đông đảo các bạn trẻ check-in nhiều nhất nhờ vào khung cảnh thuyền thúng và các ngư dân trải. Khung cảnh thuyền thúng của các ngư dân trải dài rộng khắp tạo nên một khung cảnh vừa mang nét đẹp văn hóa vùng biển, vừa đẹp bởi sự bình dị trong cuộc sống. Nơi làng chài ven biển với mỗi ngày là một chuyến hải trình khác nhau để tạo nên nguồn sống thu nhập cho người dân nơi đây. Thiên nhiên đẹp như một bức tranh cùng các mỏm đá to lớn nằm kỳ vĩ giữa bãi cát và biển.